Còn tại khu vực biên giới tỉnh Lào Cai, thời gian qua tình trạng buôn lậu vận chuyển trái phép qua biên giới Lào Cai có diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn lậu thường trà trộn nhiều mặt hàng vào các container nhưng không kê khai với hải quan. Để kịp thời phát hiện các xe hàng vi phạm, lực lượng chống buôn lậu tại cửa khẩu Lào Cai đã có nhiều giải pháp, trong đó có việc sử dụng máy soi container đã góp phần ngăn chặn hoạt động buôn lậu ngay tại cửa khẩu. Lô hàng 1,3 tấn gồm 54.000 bánh dẻo các loại vừa được lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai phát hiện bắt giữ. Mặt hàng không rõ nguồn gốc được các đối tượng xé lẻ rồi trà trộn trong các container để khai báo với hải quan, vì thế rất khó bị phát hiện. Từ đầu năm 2023 đến nay, qua máy soi chiếu container, lực lượng chức năng đã kiểm tra 860 lượt xe, phát hiện 22 xe có dấu hiệu vi phạm. Căn cứ vào hình ảnh soi chiếu, sau đó là kết hợp với các cái thông tin phân tích từ các cái hệ thống dữ liệu của ngành hải quan, sau đó sẽ đưa ra cái kết luận soi chiếu và có thể xác định nghi vấn là từ những cái phân tích chung kết hợp với các cái thông tin như vậy để đưa ra cái kết luận cuối cùng. Ngoài việc soi chiếu các container, lực lượng chống buôn lậu cũng tăng cường kiểm soát hàng hóa của cư dân biên giới. Qua kiểm tra đã phát hiện một số đối tượng lợi dụng việc phân luồng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa để gian lận về số lượng chủng loại, khai sai, không khai báo trên tờ khai. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát về địa bàn trọng điểm, các mặt hàng trọng điểm, đặc biệt chú ý đến các khu vực cửa khẩu, khu vực sông suối biên giới. Hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Lào Cai sôi động trở lại. Do đó, cùng với việc các cơ quan chức năng siết chặt quản lý, thủ tục pháp lý, tăng cường công tác kiểm soát hàng hóa, thì mỗi người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng để vận chuyển hàng hóa trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật.